Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không giới thiệu hay là review chi tiết một chiếc đồng hồ nào cả, mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về một cái thiết kế rất là đặc trưng của một bộ sưu tập có thể nói là nổi tiếng bậc nhất của Rolex. Đó chính là bộ sưu tập Rolex GMT Master 2. Và trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể biết được là những dòng đồng hồ thể thao của Rolex đều đang có xu hướng nóng lên. Đặc biệt trong số đó là ba cái tên rất là nổi bật, đó chính là Daytona, Submariner và GMT Master 2. Mỗi một bộ sưu tập thì đều có những đặc trưng riêng, điểm mạnh riêng. Nhưng nếu xét về độ hữu dụng của các tính năng, chắc chắn GMT Master 2 sẽ đứng đầu bảng. Năm 2018 và 2019 đó là những cái sự thay đổi hoàn toàn mới đến từ Rolex GMT, ví dụ như là cỗ máy mới này, một số model GMT với ngoại hình lần đầu tiên được ra mắt, hay là một chiếc GMT thép với một bộ dây Jubilee mang rất là nhiều cái ý kiến trái chiều. Tuy nhiên là trong video này thì chúng ta hãy cùng thảo luận về hai đề tài chính của những chiếc GMT. Đó chính là vành bezel hai màu của GMT và dây đeo nào sẽ là phù hợp với Rolex GMT, Oyster hay là dây Jubilee các bạn nhé. Đầu tiên ấy, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vành bezel hai màu của Rolex GMT. Thì khi nhắc tới GMT, điều đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ đến đó chắc chắn là vành bezel với hai màu sắc rất là đặc biệt ở trên mỗi nửa của vành bezel. Chi tiết này thì thực sự đã làm dòng GMT Master nổi bật hơn so với một model đồng hồ tương tự với vành bezel xoay, đó chính là Submariner. Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao vành bezel của Rolex GMT lại chia thành hai cái màu khác biệt. Trừ các model cơ bản như là màu đen của 116710LN hay là 116713LN, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản. Việc chia màu như vậy giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được đang là sáng hay là giờ tối ở một múi giờ thứ hai. Điều này cũng được giải thích tại sao hai màu được phân cách ở mốc 6 và 18 giờ, bởi vì đây chính là hai cái thời điểm chuyển giao thông dụng nhất giữa sáng và tối. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nửa bên dưới từ 6 đến 18 giờ luôn có màu sáng hơn so với nửa bên trên. Một cái điểm thú vị mà rất nhiều các bạn có inbox hỏi Gia Bảo Luxury hoặc là những khách hàng của chúng tôi có đặt tới Gia Bảo Luxury, đó chính là vành bezel hai màu nào khó làm nhất. Cái vành bezel của GMT thì cũng được làm từ ceramic, chính xác là Cerachrome. Và để sản xuất một cái sản phẩm ceramic với hai màu phân định rõ ràng là một điều không hề dễ dàng một chút nào. Việc không đồng bộ về chất liệu, phải thêm những cái phụ gia khác nhau để cho ra những màu khác nhau, sẽ dẫn đến không đồng bộ về nhiệt độ nung và làm cho việc sản xuất trở nên khó khăn hơn. Với những cái cặp màu có độ tương phản cao, việc này lại càng khó khăn hơn rất là nhiều. Do vậy, chúng ta sẽ có thể thấy rằng vành Pepsi sẽ có độ khó cao nhất và tỷ lệ thải loại tất nhiên cũng sẽ cao nhất. Tức là câu chuyện của chúng tôi là thay dây rubber bi cho một người Việt đã công tác ở trong nhà máy Rolex trong khoảng 15 năm. Anh sinh sống ở Thụy Sĩ và chia sẻ cho chúng tôi biết rằng vành bezel của Batman thì rơi vào khoảng 95%, nhưng con số này với Pepsi chỉ rơi vào khoảng 20% mà thôi các bạn ạ. Có nghĩa là làm ra 10 chiếc thì chỉ có cái tỷ lệ là từ 2 đến 3 chiếc vành Pepsi có thể để lắp được nên một chiếc Pepsi hoàn thiện các bạn ạ. Vậy thì hiện nay những cái model GMT với vành bezel hai màu là những model nào? Tại thời điểm hiện tại năm 2019, giữa năm 2019, có nghĩa là sau bezel 2018, 2019 trôi qua, sẽ có 3 phiên bản vành bezel hai màu được sản xuất. Đó là Pepsi xanh và đỏ, Batman đen và xanh, và Root Beer nâu và đen. Thì những cái tên này ấy, đó là do những cái người yêu Rolex đặt cho Rolex GMT để cho dễ nhớ các bạn ạ. Cả 3 phiên bản này thì đều hiện tại có mức giá thị trường cao hơn giá hãng khá là nhiều, đặc biệt là các phiên bản thép. Trước hết thì chúng ta hãy cùng lướt qua hai phiên bản đắt giá nhất này, đó chính là Pepsi và Batman. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái từ ngữ mà tôi dùng đắt giá ở đây, có nghĩa là mức giá thị trường của hai model này cao hơn giá hãng khá nhiều.
có thể kể đến là gấp đôi và hơn gấp đôi. Mức giá hãng của hai chiếc Pepsi và Batman chỉ rơi vào khoảng 9.250 USD. Trong khi đó, mức giá thị trường của hai model này thì có dao động trên dưới 20.000 USD. Điều làm nên sự đắt giá của hai model 126710 Pepsi và Batman nằm ở chất liệu thép truyền thống, đơn giản, mạnh mẽ. Nhưng theo như quan niệm của nhiều người, đồng hồ thể thao chỉ nên sử dụng thép. Và điều đó làm cho những cái model Rolex Sport thép càng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Bên cạnh đó thì trong 3-4 năm trở lại đây, với những cái cuộc đấu giá những chiếc đồng hồ thép từ Patek này, Lịch Vạn Niên có mức giá trên 11 triệu USD, hay là phiên bản Rolex Daytona có mức giá gần 18 triệu USD, thì những chiếc đồng hồ thể thao bằng thép càng ngày càng có một cái mức giá mà tôi nghĩ là càng ngày càng tăng. Cái model 126710 BLRO này thì được người chơi đặt cho biệt danh là Pepsi, do cái vành bezel có hai màu đỏ và xanh giống với logo của hãng nước ngọt nổi tiếng cùng tên. Nếu có Pepsi thì chắc chắn là phải có cả Coca. Nhưng cái model GMT Coca này với vành bezel đen đỏ chỉ được sản xuất trong thời điểm trước đó. Và hiện tại Rolex chưa sản xuất một model mới nào có sử dụng vành bezel Coca đen đỏ thời điểm hiện tại các bạn ạ. Còn model 126710 BLNR với cái biệt danh là Batman, với cái vành bezel với hai màu là xanh và đen, thì giống như trang phục của siêu anh hùng nổi tiếng. Tuy nhiên là chúng ta cần chú ý rằng trang phục màu xanh và đen của Batman chỉ xuất hiện trong những phiên bản truyện tranh và hoạt hình, còn khi lên phim thì chuyển sang tất cả là tông đen toàn tập. Cái model 126710 BLNR này thì được xuất hiện năm 2019 với một ngoại hình mới ở phần dây đeo Jubilee thay cho dây Oyster khỏe khoắn, với những phiên bản được sản xuất từ năm 2013 đến năm 2019, trước đó với mã hiệu là 116710 BLNR. Và sau khi thay đổi sang cái model mới với dây Jubilee này thì những cái phiên bản GMT Batman thế hệ cũ sử dụng máy cũ tăng giá đột biến các bạn ạ. Tôi phải nói là tăng giá đột biến, với mức giá dao động thời điểm hiện tại tháng 6 2019 chênh lệch giá dao động khoảng trên dưới 15.000 USD. Cuối cùng đó chính là vành bezel root beer trên những mẫu GMT có chất liệu two tones, tức là demi vàng và thép, hoặc là full vàng, full dây vỏ vàng hồng. Thì như chúng ta thấy, cái vành bezel với hai cái màu đen và nâu cho chúng ta thấy một cái sự phối màu nó khá là ấm. Và khi đeo cái chiếc đồng hồ này thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy là nó thiên về tông nóng nhiều hơn là tông lạnh như cái phiên bản Batman đó. Với những cái model GMT có chất liệu vàng hoặc là full cả dây vỏ vàng thì cái việc đội giá không quá nhiều như những model thép, nhưng không phải là không có. Về thẩm mỹ thì tôi không đề cập tới ở trong video này, vì sẽ có những người chơi thích Pepsi hay là Batman hay là root beer. Nhưng cả ba cái vành bezel này đều là những cái vành bezel hai màu mà tôi nghĩ rất là bắt mắt đó. Như một cái phần mà tôi thấy rất nhiều người chơi hay là người mua có tranh luận, đó chính là về dây Oyster hay dây Jubilee với những dòng GMT Master 2 này. Có lẽ là có rất nhiều những cái topic tranh luận, thậm chí là gay gắt, tôi phải nói là rất gay gắt khi nói về cái loại dây nào phù hợp với GMT. Có quan điểm cho rằng Rolex nên sử dụng dây Oyster cho tất cả những model thể thao của họ. Tuy nhiên là có những người lại thích cái sự mới lạ khi phối với dây Jubilee. Thì như các bạn đã biết là trong thời điểm hiện tại này, GMT Master đang được sử dụng hai loại dây đặc trưng của Rolex, đó chính là Oyster và Jubilee. Về cơ bản thì nhiều người đánh giá cao dây Oyster hơn, do thiết kế này đi đúng theo truyền thống của đồng hồ thể thao, mắt dây lớn, chắc chắn, mạnh mẽ và độ bền. Tôi phải nói với các bạn là độ bền rất là cao
chúng ta có thể đeo 5 năm, 10 năm mà cái độ nhão dây, tức là cái độ cái tình trạng dây nó vẫn rất là còn cứng cáp. Tuy nhiên, Rolex thì lại có xu hướng là muốn đi theo một cái hướng khác với việc giới thiệu những cái model mới đang sử dụng dây Jubilee. Và có thể nói là khi trải nghiệm thì tôi cảm thấy rằng dây Jubilee thì có một cái điểm mạnh, đó chính là với những cái mắt dây nhỏ dạng 5 mắt dây giống như những chiếc Datejust thì cái cảm giác đeo lên trên tay tôi thấy là rất là, có nghĩa là flexible, có nghĩa là rất là nó rất là ôm tay, đúng kiểu như vậy, và rất là thoải mái khi cử động. Bên cạnh đó thì việc hiện nay đồng hồ không còn là một cái công cụ thông thường mà chúng ta còn coi đó là một cái phụ kiện xa xỉ, đúng nhất là một phụ kiện xa xỉ khi kết hợp với cả quần áo, trang phục hay là với chiếc xe hơi của bạn. Vậy các bạn thích cái vành bezel nào nhất đến từ Rolex GMT? Đen, Root Beer, Batman hay là Pepsi? Ngoài ra thì các bạn là thích loại dây Oyster hay là dây Jubilee khi đi với đồng hồ Rolex GMT hơn? Hãy comment ở phía bên dưới để Gia Bảo cùng các bạn bàn luận thêm về những chiếc Rolex GMT rất là cuốn hút và quyến rũ này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.